Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Video này luận về 12 tiêu sinh, tức 12 con giáp, nói lên một phần tính cách của một con người. Những con giáp nào có tài lãnh đạo, có mật mã đứng đầu, những con giáp nào có nhà cửa. Tuy nhiên, nếu xét qua năm sinh hoàn toàn rất thiếu chính xác so với xét cả bát tự tứ trụ. Tôi chia thành 3 nhóm, các bạn có thể theo dõi thông tin ghi chú trên góc này. Nhóm 1 là Thìn Tuất Sửu Mùi, nhóm 2 là Tý Ngọ Mão Dậu, nhóm 3 là Dần Thân Tỵ Hợi. Các bạn nào đang tham gia nhóm Khải Toàn đào tạo phong thủy online đều có thể nhận biết trụ tháng sinh có sức ảnh hưởng hơn năm sinh, cũng như luận được cách cục của một lá số theo bát tự tứ trụ. Nhóm đầu tiên là Thìn Tuất Sửu Mùi. Thìn Tuất Sửu Mùi thường được gọi là tứ khố hoặc bốn loại thương khố, thường đại diện cho đất đai nhà cửa. Sửu là kim khố, mùi là mộc khố, thìn là thủy khố và tuất là hỏa khố. Mệnh xuất hiện bốn chữ này đại diện cho người có năng lực tích trữ và lòng bao dung, hiếu thuận, có năng lực điều hòa, tích trữ, miêu tả tinh tế, dịu dàng, hòa giải. Đầu tiên là tuổi thìn. Bản tính của thìn cả đời biến hóa, thích nghi cao. Thường thì người sinh tháng thìn hoặc tỵ thường là mệnh tốt. Phật hộ mệnh của tuổi thìn là vị Phổ Hiền Bồ Tát. Rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy, người tuổi này thường thông minh tài trí hơn người, có nhiều người tham vọng và luôn đạt được thành công danh tiếng. Thìn có khả năng thu hút sự chú ý của người khác rất là tốt vì họ có cá tính đặc biệt. Nhưng đôi khi hay thay đổi bất ngờ khó hiểu. Thìn còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp đẽ của một con người, sự thật thà, bao dung, yêu thương con người. Phần lớn người tuổi thìn thích ngao du đây đó, rất là hướng ngoại. Đến độ tuổi trung niên, họ mới có kế hoạch chi tiêu và gìn giữ của cải. Nhìn chung, người tuổi thìn mọi việc đều đạt được như ý. Người tuổi tuất, bản tính lầm lì, háo thắng ngầm, luôn muốn chứng tỏ thành quả của bản thân, thường có máu kinh doanh, là nhóm người thiên về gia đình. Hộ mệnh của tuổi tuất là vị Phật A Di Đà. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ rất kiên định, có lập trường và quan điểm riêng của mình, không dễ bị người khác thuyết phục hoặc tác động. Điều đó đôi khi dẫn người tuổi tuất trở thành một con người rất là bảo thủ. Người tuổi tuất tâm địa tốt, lương thiện, một lòng một dạ vì công việc. Ở họ luôn có lòng kiên định và có dũng khí lao lên phía trước vì những mục tiêu đã định. Tuổi tuất khó kiềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì, cũng không thù vặt bất kỳ ai. Họ có khả năng chịu được mọi gian khổ hoạn nạn rất là tốt. Người tuổi tuất thường cơ cực về tiền tài, càng về sau làm ăn càng phát triển. Họ sớm trưởng thành và xa cha mẹ từ khá sớm, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, tuổi tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn. Vốn là những người thông minh, hiểu thiên cơ, lại được trang bị kiến thức nên trong hoàn cảnh nào họ có thể tìm ra được tiền bạc. Họ luôn hoàn thành công việc rất là kiên trì và xuất sắc. Đối với người tuổi tuất hoặc là sinh tháng tuất, họ kinh doanh buôn bán rất là bận rộn lo toan, nhưng luôn đạt được thành công. Trong đầu tư kinh doanh phải kiên trì tích lũy, tích tiểu thành đại. Tuổi Sửu. Khuyết điểm của tuổi Sửu là thiếu quyết đoán. Tuổi Sửu lại bị tụt mất cơ hội. Họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực, học hỏi hơn rất là nhiều mới có thể đạt được thành công. Họ thường đạt được những mục tiêu trong cuộc đời đã đặt ra. Tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Lầm lì là một đặc sản của tuổi Sửu. Họ rất kiên cường nên thành công đạt được đa số là do chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân rất là nhiều. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ bị lay chuyển tác động bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn áp lực. Họ có sức chịu đựng kỳ diệu, không phải ai cũng làm được.
vị Phật hộ mệnh của tuổi Sửu là Hư Không Tạng Bồ Tát. Tuổi Mùi, vị Phật hộ mệnh của tuổi Mùi là Như Lai Đại Nhật Bồ Tát. Bản tính của tuổi Mùi lầm lì, ngoan cường, bao dung và nhân ái. Tuổi Mùi rất dễ bị xúc động trước những hoàn cảnh bất hạnh hay là khó khăn nghèo khổ của người khác. Họ dễ bị tổn thương nhưng cũng rất dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Mùi khiến họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Tuổi Mùi hầu hết làm các công việc chăm sóc rất là chu đáo, có chí khí mãnh liệt trong nghiên cứu và sáng tạo, một số ít có dã tâm. Đa số phụ nữ tuổi Mùi có tính ít tốt, ngoan ngoãn, dịu hiền. Tuổi Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc hay chia sẻ tình cảm của mình cho ai khác. Họ tốt bụng giúp đỡ những người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không hề nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với họ không phải là cuộc sống giàu sang sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên, ngập tràn tình yêu thương. Họ không dễ dàng bộc bạch tình yêu, nhất là đối với nam, nhưng gia đình mới thật sự là điều quan trọng nhất đối với họ. Họ thường dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc, yêu thương những người thân trong nhà. Công danh người tuổi Mùi thường có thu nhập rất là khá, nhưng của cải xuất đi cũng rất là nhiều vì họ luôn bao dung. Song không vì thế mà chán nản. Nếu là người tham gia thương trường phải quyết tâm nỗ lực rất là nhiều. Trong mọi trường hợp họ phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những mệnh khác mới có thể tích lũy được nhiều. Nhóm thứ hai, Tý Ngọ Mão Dậu, đại diện cho tứ mã cực đoan. Nếu trong sinh thần bát tự hoặc đại vận xuất hiện bốn chữ này, tượng trưng cho bốn loại ngũ hành mạnh mẽ, bắt nguồn từ đó sẽ có bốn loại sự việc cực đoan và tính cách cực đoan. Ví dụ người tuổi Ngọ giận dữ không thể kiềm chế là theo chủ nghĩa cực đoan, dữ dội như lửa thiêu. Người tuổi Mão tính khí cực đoan phát cuồng, không kiềm chế nổi, không thay đổi được suy nghĩ của họ. Người tuổi Dậu rất cố chấp, không thể thương lượng, dễ đi vào chỗ bế tắc. Còn người tuổi Tý đầy ngạo mạn, đây là những mật mã rất là cứng đầu. Phật hộ mệnh của tuổi Tý là vị Thiên Thủ Thiên Nhãn. Tuổi Tý tượng trưng cho sức mạnh của thủy, một là Tý, hai là Dậu. Lúc cố chấp cao độ không ai cãi lại với họ. Họ có tài lãnh đạo, luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, rất là sáng tạo khi làm việc tập thể. Chỉ cần là lĩnh vực họ yêu thích, họ sẵn sàng đối mặt với nhiều khó khăn, đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Càng khó khăn gian nan, người này càng kiên trì tỏa sáng. Họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai cũng kính trọng, rất là nể phục tài năng của mình. Là tiếp người thông minh, lanh lợi, tháo vát, làm việc có năng lực, vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng nếu sinh vào mùa cuối năm thì rất là an phận, ít phấn đấu. Phần lớn những phụ nữ cầm tinh con chuột trong hôn nhân, họ thường hay chú ý đến hình thức nhiều hơn. Họ thường là những người rất là yêu con, chăm sóc cha mẹ tốt, yêu chiều đối phương nên gia đạo thường êm ấm, thuận hòa, và họ hay đòi hỏi sự bình đẳng trong gia đình. Tuổi Ngọ, hộ mệnh của tuổi Ngọ là vị Đại Thế Chí Bồ Tát. Tuổi Ngọ khi giận dữ không kềm chế nổi là người theo chủ nghĩa cực đoan, dữ dội như lửa thiêu. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, số đông làm việc rất cần cù chăm chỉ. Giai đoạn đầu của cuộc đời họ làm ăn rất là vất vả chật vật, nhưng sau thời kỳ trung niên bắt đầu tiến lên. Nếu họ biết nỗ lực không ngừng vì mục tiêu sẽ đạt được thành quả như mong muốn. Đa số họ sống lạc quan, giỏi tự lực cánh sinh, có đầu óc quan sát trực quan, thích sống tự do, thoải mái, ung dung tự tại. Tuổi Ngọ rất là dễ chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi rất là nhiều. Người cầm tinh con ngựa giỏi giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục rất là tốt cho mình. Họ luôn coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân, bởi vậy được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng làm hết mình để hoàn thành.
Đối với tuổi ngọ trong kinh doanh, nếu nôn nóng và vội vã thường là khó thành, họ nên kiên trì nhẫn nại hơn. Tuổi Mão. Vị hộ mệnh của tuổi Mão là Văn Thù Bồ Tát. Mão tính khí cực đoan phát cuồng, không kềm chế nổi, có tính quân tử. Tuổi Mèo phần lớn thích sự lãng mạn và đẹp đẽ. Phần lớn người cầm tinh con mèo đều ưa thích các điều huyền diệu, kỳ lạ, bay bổng, rất là lãng mạn. Tuổi Mão khá thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh được sống trong hòa bình, hạnh phúc, không chiến tranh, không mâu thuẫn. Đôi lúc họ trở nên bảo thủ, không nghe theo những lời khuyên của bất kỳ ai khác. Điều đó khiến những người này dẫn tới sự cố chấp cao độ. Đa phần người tuổi Mão thích sống theo quần thể đông vui, không thích sự lẻ loi cô độc. Người tuổi Mão sống lạc quan, hòa nhã, tự do tự tại, lương thiện và dễ tha thứ cho người khác. Tuổi Dậu. Hộ mệnh của tuổi Dậu là ngài Bất Động Minh Vương. Tuổi Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim. Dậu rất là cố chấp, không thể thương lượng được với họ, dễ đi vào chỗ bế tắc. Những người này rất tự hào về cuộc sống gia đình của mình. Tuổi Dậu có tính cần cù, kiên trì, không biết mệt mỏi, có tính tiến thủ, làm việc ổn định, dũng cảm. Số đông họ khá hài hước và năng động, hoạt bát trước đám đông. Sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi, tuổi Dậu thường về với mái ấm, về với gia đình của mình. Họ thường thích bên gia đình. Khi ra ngoài, tuổi Dậu là người rất là quan trọng bề ngoài của mình. Họ dành nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Người tuổi Dậu có hai cá tính đối lập với nhau. Khi gặp khó khăn, họ rất kiên trì, kiên định để vượt qua. Ngược lại, đôi khi bị dao động về tình cảm, dễ xúc động mạnh. Nhóm thứ ba, Dần Thân Tỵ Hợi, đại diện cho tứ trường sinh. Dần Thân Tỵ Hợi là nhóm người biến hóa khôn lường. Người có tháng sinh Dần Thân Tỵ Hợi có tính cách thay đổi đa dạng, khiến người khác khó có thể nắm bắt được. Nếu tí ngọ Mão Dậu quá ương bướng thì Dần Thân Tỵ Hợi là nhóm người uyển chuyển theo thời thế. Quan trọng là bên cạnh xuất hiện chữ gì. Ví dụ người sinh tháng Dần có tính cách nóng nảy ương bướng, nếu bên cạnh năm sinh có chữ Tí Ngọ Mão Dậu khiến cho tính cách tăng thêm phần nóng nảy, khó có thể chế phục. Nếu bên cạnh có năm là Thìn Tuất Sửu Mùi, lập tức được chế phục, trở nên bình hòa. Vị hậu mệnh của tuổi Dần là Hư Không Tạng Bồ Tát. Tuổi Dần thuộc Mộc, là một trong tứ trường sinh, tính cách thẳng thắn, nóng giận như hỏa, khó kiềm chế. Tuổi Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực, những khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi hoặc là hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Nếu kiên định sẽ dễ dàng thành công. Con gái tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ và lôi cuốn. Khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy là người nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Họ có trí nhớ rất là tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được nhiều thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Họ phân tích vấn đề rất là tốt, rất là khoa học. Mục tiêu phấn đấu của họ trong cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Tuổi Thân. Vị Phật hộ mệnh của tuổi Thân là Như Lai Đại Nhật Bồ Tát. Tuổi Thân là trường sinh của Thủy. Tuổi Thân có tài trí cao, lại có chí tiến thủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, linh hoạt, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đặc biệt tuổi này khá là cứng rắn, thích cạnh tranh trên đường đời, thích hướng ngoại, nơi họ đến phải là những nơi đông vui, náo nhiệt và ồn ào. Tuổi Thân rất là giỏi trong giao tiếp và ứng xử, thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt, đôi lúc họ ghen tị khi người khác đạt được thành công hơn mình. Tuy nhiên họ rất là khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết. Nếu làm việc tập thể, tuổi Thân sẽ không bao giờ để mình thua thiệt bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được vị trí cao hơn. Họ là tiếp người luôn mang đến niềm vui cho mọi người, đem đến nhiều tiếng cười cho xung quanh, cũng là một tiếp người của gia đình. Tuổi Tỵ. Hộ mệnh của tuổi Tỵ là vị Phổ Hiền Bồ Tát.
Tỵ là kiểu người dễ thay đổi, biến hóa khôn lường, có lúc kiêu căng. Tỵ là trường sinh của kim. Tuổi Tỵ số đông có tài vận khá là tốt, nhưng không ít trong số này gia đạo rất là vất vả long đong. Một số phụ nữ tuổi Tỵ đường tình duyên khá lận đận, trong đầu tư kinh doanh họ rất là nhạy bén. Họ luôn thích có nhiều tiền bạc nhưng lại không thích làm những công việc quá rủi ro cao. Trong quan hệ giao lưu tiền bạc, họ không phải là người rộng rãi. Tuổi Tỵ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại họ tích trữ dành dụm những khoản tiền rất là lớn lo cho cuộc sống trong tương lai. Nhiều lúc họ là người sống ở cuộc sống hiện tại nhưng luôn lo nghĩ về tương lai. Nữ tuổi Tỵ thích làm đẹp, thích chăm sóc vẻ ngoài cho mình đẹp đẽ. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải là người phụ nữ sang trọng quyền lực nhất. Tuổi Hợi. Hộ mệnh của tuổi Hợi là vị Phật A Di Đà. Tuổi Hợi hiền lành, đôi khi cọc tính. Hợi là trường sinh của thủy, đặc tính của Hợi là hiền hòa ít phân tranh. Vẻ bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản nhàn nhã, dường như không bận tâm buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là kiểu người lười biếng chỉ biết hưởng thụ không, mà đơn giản tuổi Hợi biết cách cân bằng cuộc sống, biết cách điều hòa cuộc sống của chính mình. Họ là những con người đầy năng động, rất là sáng tạo, nhiệt tình. Họ không bao giờ vắng mặt trong những buổi họp nhóm, nhưng không thích giao du nhiều với người lạ. Trong con mắt mọi người xung quanh, tuổi Hợi là những người hiền lành, thân thiện, hòa đồng, hay có sự đồng cảm cao với mọi người. Họ ít khi nào quát mắng ai khác dù người đó mắc sai lầm. Họ cũng là người thiên về gia đình. Tôi vừa nêu qua đặc tính của 12 tiêu sinh. Các bạn có thể theo dõi những người thân xung quanh mình xem lại đặc tính này coi có đúng không. Nhắc lại, xét theo năm sinh nêu một phần tính cách trong bát tự tứ trụ. Nếu xét đúng phải xét cả 8 ô năm tháng ngày giờ sinh. Hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn qua YouTube và Facebook. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.